Đọc và ghi nhớ 17 mẹo này sẽ có lúc chúng cứu sống bạn đấy. Bạn sẽ phải thốt lên rằng, giá như biết được nó thì đã cứu được một mạng người. Hôm nay, thuocdangian.com xin chia sẻ với mọi người 17 mẹo nữa, mời các bạn cùng tham khảo. 1. Nước hoa Obsession. Nước hoa Obsession được các nhà khoa học dùng để nhử báo, hổ, sư tử, các loại thế, nên nếu bạn đi dã ngoại hoặc đại loại những nơi có thể xuất hiện những loài vật này thì tốt nhất không nên sử dụng. 2. Điểm mù của tài xế ô tô. Nếu bạn đi bộ, xe đạp hoặc xe máy, hãy chắc chắn rằng bạn biết điểm mù của những người lái ô tô. Vùng xám trong hình là điểm mù. Khi bạn ở trong điểm mù, người lái xe ô tô không thể quan sát được bạn. Do đó, nếu đang ở khúc cua, có thể tài xế sẽ đánh lái đột ngột làm bạn bị té. 3. Cây xoan. Cây xoan là một loại cây rất phổ biến ở miền Bắc và Trung, miền Nam thì mình không biết có không. Ngày còn nhỏ, bọn mình hay lấy quả xoan để bắn chim. Có một điều lưu ý với các bạn, đó là loại này nhìn hiền hiền nên thơ, nhưng tất cả các bộ phận của cây xoan đều có độc tính đối với con người nếu ăn phải. Yếu tố gây độc là các chất gây ngộ độc thần kinh, chứa tetranotritepen và các loại nhựa chưa xác định. Hàm lượng cao nhất chứa trong quả. Đối với quả xoan, chỉ cần 15g hạt đã là liều gây chết cho một con lợn nặng 22kg. Các triệu chứng ngộ độc đầu tiên xuất hiện chỉ vài giờ sau khi ăn phải. Các triệu chứng này bao gồm mất vị giác, nôn mửa, táo bón hoặc tiêu chảy, phân có máu, tổn thương dạ dày, xung huyết phổi, trụy tim, vân vân. Tử vong có thể xảy ra sau khoảng 24 giờ, thế nên các bạn lưu ý khi bọn nhỏ chơi gần loại cây này. 4. Hỏa hoạn. Hầu hết nguyên nhân dẫn đến tử vong trong các vụ hỏa hoạn đó là do khói chứ không phải lửa. Do đó, hãy cúi người càng thấp càng tốt, nếu có thể dùng một mảnh vải nhúng nước để bịt mũi. Bạn có thể dùng tạm áo lót của chị em nếu sẵn có. 5. Bị thương nặng. Khi bạn bị đâm bởi một vật gì đó khá nghiêm trọng, như trong hình dưới đây chẳng hạn, đừng nhổ nó ra khi không có bác sĩ bên cạnh, máu sẽ tuôn và bạn sẽ nghèo. 6. Ung thư tinh hoàn. Khi bạn nam nào vô tình tiểu lên que thử thai mà thấy hai vạch thì nhiều khả năng bạn đã bị ung thư tinh hoàn, khám bác sĩ ngay nhé. 7. Tháng 7 xe ra, tháng 3 xe vào. Mình đã từng suýt chết vì vụ này hồi còn nhỏ. Giờ nghĩ lại vẫn còn run, nếu bạn đang ở vùng nước chiều xe ra như thế này, bạn sẽ rất khó có thể bơi vào bờ, càng bơi càng đuối. Thế nên hãy bình tĩnh, bơi song song với bờ biển sang một chỗ khác và sau đó bơi vào bờ. 8. Cầu cứu. Nếu bạn cần sự trợ giúp của mọi người ở một nơi công cộng, hãy gọi đích danh một người nào đó, chứ đừng ứ ớ cứu tôi với. Vì thông thường, tâm lý mọi người sẽ, chắc ai đó sẽ giúp thôi. 9. Ép tim. Đếm nhịp ép tim bằng Stay in Alive. Khi nạn nhân bị ngưng tim, áp tai vào lồng ngực không nghe tim đập và sờ mạch không thấy mạch đập, ngay lập tức phải tiến hành cấp cứu nạn nhân tại chỗ bằng cách bóp tim ngoài lồng ngực. Để nạn nhân nằm trên mặt phẳng cứng, người tiến hành ép tim quỳ gối bên trái nạn nhân. Hai bàn tay chồng lên nhau rồi để trước tim, tương ứng với điểm giữa hai núm vú hoặc khoang liên sườn 4-5 bên ngực trái, từ từ ấn sâu xuống khoảng 1/3 cho đến một nửa bề dày lồng ngực, sau đó nới lỏng tay ra. Người lớn và trẻ em trên 1 tuổi, số lần ép tim trong 1 phút khoảng 100 lần. Trẻ dưới 1 tuổi, mỗi phút ép tim hơn 100 lần. Trẻ sơ sinh có thể phải ép tim đến 120 lần 1 phút. Khi nạn nhân vừa ngưng tim vừa ngưng thở, phải kết hợp cả ép tim với thổi ngạt, cứ 15 lần ép tim lại thổi ngạt 2 lần, với trẻ sơ sinh là 3 lần ép tim thổi ngạt 1 lần. Sau khi bệnh nhân tự thở được, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. 10. Tự chế phao cứu sinh với quần jean. Nếu bạn đang mặc một chiếc quần jean và đang lênh đênh sông nước đâu đó, hãy cởi nó ra và làm theo hướng dẫn của anh chàng này, bạn sẽ có một chiếc phao dùng tạm. 11. Phân biệt rắn cắn bạn là rắn thường hay rắn độc. Loại rắn không có độc, đây là loại rắn thường, không gây ra các phản ứng cho nạn nhân. Vết cắn loại rắn này thường thấy cả hai hàm răng với những chấm nhỏ hình vòng cung và đặc biệt không có vết răng nanh. Loại rắn có độc.
Đây là loại rắn rất nguy hiểm và thường gây ra các hiện tượng phản ứng ngay lập tức hoặc để vài giờ như miệng bị cứng lại không há được, mắt mờ, ứ đọng đờm nhớt, khó thở, không thở được, nôn ra máu. Nạn nhân bị rắn cắn, vết cắn thường để lại ít dấu răng nhưng đặc biệt sẽ để lại hai vết răng nanh, mỗi vết răng nanh cách nhau khoảng chừng 5mm và một số vết răng nhỏ. 12. Dùng ly cà phê để dự báo thời tiết. Áp suất khí quyển ảnh hưởng đến các bong bóng trong ly cà phê của bạn. Do đó, nếu bạn thấy bong bóng ở giữa ly thì nhiều khả năng trời sắp có mưa bão. 13. Khi bạn cần một chùm sáng lớn nhưng chỉ có đèn pin, hãy sử dụng cách này. 14. Ăn rau chống đói. Khi bạn đang rất đói nhưng không còn đồ gì để ăn, hãy thử tìm một số loại cây như me đất, dâu tằm, cơm nguội, sắn dây, rau dền, rau má. Những loại rau dại này khá phổ biến ở Việt Nam và an toàn để ăn sống. 15. Giải pháp cho xịt lốp. Nếu bạn đang bị xịt lốp ở một nơi xa xôi hẻo lánh không có cách nào để sửa, hãy đâm vài lỗ nhỏ ở hai bên lốp, sau đó nhét cỏ hoặc lá cây gì đó vào trong. Sẽ không thể cứu vớt được cái lốp của bạn nữa, tuy nhiên đó là cách tốt nhất để bạn có thể tiếp tục khởi hành cùng nó. 16. Khi bạn không có nước uống, hãy đào một cái lỗ nhỏ trên đất, sau đó làm theo các bước sau. 1. Cho ly hoặc bình chứa vào hố. 2. Gắn ống hút vào. 3. Nếu có thể hãy cho một vài tán lá cây hoặc ít cây cỏ vào để tạo thêm hơi ẩm, không có cũng không sao. 4. Dùng một miếng ni lông lớn chắn toàn bộ miệng hố. 5. Dùng cát hoặc đất đá chặn xung quanh thành hố để hơi nước không bị thoát ra ngoài. 6. Cho một viên đá nhỏ vào trung tâm miếng ni lông, đúng bên trên ly chứa nước, đặt lệch là treo mỏ đấy. 7. Chờ và thưởng thức. Cách khác, bạn có thể dùng một túi ni lông, sau đó buộc chặt vào một chùm cây như hình bên dưới. 17. Cầm máu bằng các loại cây. Có nhiều loại cây có thể cầm máu như trầu không, tàu bay, cỏ nhọ nồi, tía tô non. Mình thì đã được ông ngoại thực hành cầm máu bằng lá tàu bay. Ngày đó đẽo cù nên thử độ bén của dao dựa bằng cách chặt vào ngón trỏ. Ông ngoại đã nhai lá tàu bay và đắp vào vết thương, vậy là ổn. Khi không có các dụng cụ y tế, bạn cứ kiếm các loại cây này, nhai ra rồi đắp vào vết thương. Còn nếu sợ nhai thì kiếm cái gì nghiền nhuyễn nó ra. Trường hợp bạn không kiếm được các loại lá này, hãy kiếm mạng nhện. Vò chúng lại và đắp vào vết thương. Tơ nhện là vật liệu bền nhất trong tự nhiên. Nó cũng có nhiều giá trị y học như chống viêm nhiễm, cầm máu, làm lành vết thương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like và chia sẻ. Biết đâu nó sẽ cứu sống được một mạng người. Hãy cho thuốc quý quanh ta biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu bạn thấy hay hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đừng quên nhấn subscribe để đón nghe những video mới nhất từ channel thuốc quý quanh ta. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.